Từ giờ đến hết đạp gió 2023, liệu Chibu có mặc kiểu trang phục quen thuộc này? Chibu đã thay đổi nhiều style ăn mặc trong suốt show đạp gió 2023 và rất nhiệt tình quảng bá thời trang Việt. Khán giả đang tò mò không biết stylist Hoàng Cu cùng Chibu có dự định giới thiệu loại trang phục đậm chất Việt này không? Lâu nay các nghệ sĩ Việt khi ra nước ngoài tham gia sự kiện hoạt động nào đó đều rất chịu khó mặc áo dài. Từ các diễn viên dự liên hoan phim Cannes hay các hoa á hậu có lịch trình quốc tế đều tranh thủ chọn áo dài để tỏa sáng, cũng như một cách quảng bá trang phục truyền thống của Việt Nam. Cũng chính vì thế mà một vài khán giả đã nhắn nhủ Hoàng Cu rằng anh có dự định để Chibu mặc áo dài trong chương trình đạp gió 2023 hay không, bởi Hoàng Cu rất nỗ lực giới thiệu thời trang nội địa đến với khán giả nước ngoài, còn sẵn lòng để Trương Giang Nghi mặc đồ của các nhà thiết kế Việt. Thế nên hẳn Hoàng Cu sẽ không bỏ qua áo dài nếu có sự kiện phù hợp ở đạp gió 2023. Tuy nhiên cũng có nhiều netizen cho rằng Chibu khó có thể diện áo dài trong chương trình này. Khi tập luyện, tất nhiên cô phải mặc trang phục thoải mái, rộng rãi để thực hiện các động tác vũ đạo. Khi biểu diễn thì dùng đồ do nhà sản xuất cung cấp. Khi trò chuyện tâm tình với các thí sinh hoặc trả lời phỏng vấn thì Chibu nên mặc váy áo trẻ trung để nổi bật mà vẫn không bị lạc tông khỏi dàn tỉ tỉ. Thế nên dù rất muốn ngắm Chibu mặc áo dài, chưa kể vóc dáng Chibu chắc chắn mặc áo dài cũng rất đẹp, nhưng khán giả cho rằng cô không mặc quốc phục Việt Nam ở đạp gió 2023 cũng không sao cả. Chưa kể, trong một trò chơi giữa các thí sinh, Chibu cũng từng mang bộ áo dài màu hồng rất đẹp đến tặng cho người thắng cuộc, và đó chính là Amber.